các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Có thể nói, chưa bao giờ làng game Việt lại là mảnh đất màu mỡ đối với streamer như vài năm trở lại đây. Từ những người làm việc vì đam mê, streamer trở thành nghề để kiếm sống với thu nhập ổn định, nếu không muốn nói là rồi giàu, đối với một số streamer lớn. Bên cạnh đó là sự nổi tiếng trên các cộng đồng mạng. Tất cả điều đó trở thành thứ ma lực hấp dẫn giới trẻ, những người dễ bị cuốn hút bởi tiền tài và danh vọng. Đây cũng là lý do mà trong vài năm trở lại đây, số lượng streamer mới mọc lên như nấm và trong bối cảnh đầy sự cạnh tranh đó, nếu không thể tìm ra được cho mình điểm nhấn đặc sắc thì rất khó để streamer nổi lên giữa một ma trận người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Chính vì vậy mà không ít các streamer, đặc biệt là người mới, một là phải tìm ra được điểm nhấn đặc trưng cho riêng mình, điều mà không dễ dàng trong một sớm một chiều hoặc là sử dụng công thức cũ, đó là những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội cố tình tạo sự căng hoặc là những tai nạn liên quan đến lộ clip sex. hệ quả của các hành động này gần như đến ngay lập tức. đó là thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng, những người dễ dàng bị lôi cuốn vào các câu chuyện drama. kết quả là gì? là những streamer này thường thu về một lượng theo dõi ầm ầm trong khoảng thời gian ngắn. lấy ví dụ của hai nữ streamer bị lộ clip mới đây, khi số người biết đến họ trước khi xảy ra tai nạn chỉ gói gọn trong cộng đồng của tựa game đó nhưng rồi sau đó thì sao ngay cả cư dân mạng vốn không quan tâm gì đến game cũng biết cũng tìm và quan tâm thế nhưng sự nổi tiếng nhanh chóng đó thì mang tính thời điểm và nhất thời bởi bây giờ chả ai còn quan tâm đến những vụ lộ clip đó nữa các streamer đó vẫn làm clip vẫn tạo content mới trên youtube nhưng số lượt xem thì giảm dần và sự tương tác cũng như phủ cũng ngày một kém bên cạnh đó Tai nạn lộ clip giống như một ấn tượng xấu có thể đeo bám các nữ streamer này trong một thời gian dài sau đó, mà phải rất lâu thì mới chìm vào quên lãng. Có streamer nổi tiếng khác thì lại thích tạo những cú sốc liên quan đến phát ngôn hay các cuộc phím chiến để lôi kéo sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhưng nhìn chung thì tất cả những chiêu trò này đều để lại một hệ quả là tạo ấn tượng không tốt với người xem. Khi mà số lượng người yêu thích không tăng lượng anti fan thì ngày một nhiều thì streamer sẽ cảm nhận được lưỡi dao còn lại của vấn đề một streamer khác thì lại thích được nghe chửi hay nói chính xác hơn thì luôn muốn tạo phốt và drama phốt càng nhiều drama càng lớn thì streamer này càng thích bởi lượng người xem đổ về càng đông số phút xem càng nhiều và đương nhiên số tiền kiếm về càng lớn nhưng để tạo được cảm tình và sự quý mến trân trọng từ người xem thì không phải ai cũng làm được mà suy cho cùng thì đó mới là giá trị tồn tại lâu dài và bền vững